này để đại đây nha, cái cọng dây giục nó mất tiêu không biết nữa, nên nó rớt đâu rồi. Có mấy bộ đồ đó tới kìa, quần sọt đó, quần sọt gym đó. Em hay bơ mày kiếm gì mà ăn được không? Bơ đồ là ở đây không có đâu. Ê, hình như có bộ quần lửng nữa. Ờ, tỷ phú. Tỷ phú. Tỷ phú rồi. Trời ơi, bắt Kim nói gì nữa, tỷ phú rồi. Hello, hello. Hello mấy cục vàng, mặc quần dài ra thân nữa. Lẫn đầu nữa nha. Trời, tôi lẫn nó lại rái cho vợ. Nó lan la rồi, la rồi đó. Ngồi tăng quần, tăng áo gì, mất lịch sự. Tư về làm cho nhỏ ly nước cam, ca nước cam mà Tư. Cam tao lấy về cam nó nước dữ lắm luôn á. Nhìn đấm nóng á, quần nóng rồi làm biến lửa đó. Cái máy nó quay nè, việc chán đời. Cái này đây có mấy bộ đồ to nè xí. Không biết hả? À, không, đồ đó con nít mà. Không, Tư hả? Đâu chị xe em coi. Áo nó nhỏ nhất nam mà nam nhỏ, nữ mặc vẫn được. Áo sơ mi đó, sơ mi cặp đó chị, nữ nam mang được. Hello mấy cục vàng nha. Gì bên? Ừ, cái giải nó nhỉ. Đây Thanh tiếp tục sale cho mấy chị nha. Cái áo này 10k mấy chị. 10k cái áo này bé 35kg nha. Ở cái này 35-40kg mấy chị, 35-40kg thăm sale cho mấy chị. Cái này 10k thôi. Ở chị nào không nghỉ trưa thì vô xem nha. Rồi thăm sale cái này cho mấy chị luôn. Cái này 10k nè, cái áo màu cam 10k. Chị nào lấy chút thông tin là áo cam 10k nha. Cam 10k mấy chị. Rồi cái áo màu xanh là sale luôn 15.000 luôn. 15.000. Cái áo này khoảng 35kg đổ lại nè. 35kg đổ lại 15.000 luôn. Mấy cái này sale rẻ cho mấy chị luôn. Rồi cái đầm này sale luôn 20.000 luôn. Đầm này là đầm body màu xanh. À, cái này là 40kg. Yeah, 40kg thăm sale cho mấy chị cái này. 20.000 cái đầm xanh. Đó, đầm xanh 20, đầm xanh 20. Chị nào lấy chốt hình thanh luôn ha, đầm xanh 20. Rồi đầm xanh 20. Đây cái à, cái này cái zoom nha. Đây cái zoom nè. Đây zoom nè mấy chị, zoom nè.
cái dùm này khoảng 35 kg, 35 kg luôn nha, 35 kg dùm này thanh sale cho mấy chị luôn 20.000. Rồi chị nào lấy chốt anh nè, đây một cái dùm nè, rồi một cái đầm nè, rồi một cái dùm nữa, ba cái dùm, hai cái áo 50.000 cho mấy chị luôn. Ôi ôi rẻ mấy chị ơi. Rồi combo này 50.000 nè, ba cái dùm, hai cái áo đó, mình bán rẻ cho mấy chị cái combo này luôn, 50.000 năm món nè. Rồi 5 món nè, 5 món này 50.000 nha. Chị nào lấy chốt tùm thanh luôn. Cái gì ba? Để bển đi, để bển cho con đi. Để đây mất. Rồi 5 món này chị nào lấy hết anh bán rẻ luôn, 5 món này 50.000 luôn nha. Gồm 3 cái dùm, 2 cái áo lẻ. Thi Yến, hàng em đi chưa, bây giờ chị về kho, chị không biết nhân viên chị nó đi chưa nữa. Rồi combo này là gồm hai cái áo lẻ, ba cái dung nha mấy chị, tâm sale cho mấy chị luôn 50.000 là combo nè. Rồi ok Linh Phạm nè, combo 50 nè. Đúng dạ để lấy được cảm không có đây nè chị. Đèn, bóng đèn này điền chị mở lên. Chị Kim chị thấy hay lắm. Rồi combo cho Linh, Linh Phạm nè. Ôi ơi combo này 50.000 mấy chị ơi. Đó bán combo cho mấy chị. Có combo 54 kg hả? Combo 54 kg thôi, bây giờ nó lên từ từ đi. Có cái combo nào thì anh bán rẻ thì mấy chị coi mấy chị mua nha. Đây cái áo này là áo áo khoác này là áo khoác von nha mấy chị. Đó cái áo khoác von nè mấy chị. Đó mặc khoác nhẹ mấy chị về mấy chị làm nút vô gài cũng được nha. Hôm nay không có lên dép, nay đi đơn luôn hả chị? Hôm nay chưa có đi đơn nha cưng. Để chị có không biết hả con nhân viên chị ở nhà. Đó, đây để thăm lên từ từ cho mấy chị nha. Thanh bán combo cho mấy chị. Đây, cái này 35.000. 35.000 nha, 35.000. Cái đầm này 35.000, 45 kg nè. 40-45 kg cái đầm này 35.000. Đầm xám 35k, chị nào lấy chốt Thanh là đầm xám 35k. Rồi, cái áo Thanh đang mặc là 20.000 mấy chị. Đó, cái áo Thanh đang mặc là 20.000 nha, màu tím 20. Màu tím 20, chị nào lấy chốt anh Thanh là màu tím 20 nha, tím 20 nè. Anh bán combo cho mấy chị luôn. Đó, mấy chị muốn mua lẻ anh vẫn bán lẻ cho mấy chị luôn. Rồi cái này là cái đầm luôn. Cái đầm này là 35 kg nè. 35 kg luôn nha, 35 kg cái đầm 35 kg. 20.000. Đầm 35 kg 20. Rồi cái này là cái này là cái áo dài, cái áo đầm áo dài nha, áo dài chấm bi nè. Cái áo dài chấm bi nha, 45 kg. 40-45 kg cái áo dài chấm bi. 20.000 luôn. Rồi chị nào lấy 4 món này Thanh bán 50.000. 4 món này 50, đây cái áo lẻ nữa nè. Đó cái áo này nữa. Rồi 50.000 5 món. Rồi 5 món này 50, chị nào lấy chốt mình Thanh luôn. Đó, 5 món này 50 nè. Một cái áo lẻ, một cái áo dài, một cái đầm, hai cái áo, hai cái đầm, một cái áo dài, hai cái áo lẻ nha. Đó, rồi combo này 50.000 luôn, 5 món luôn, 5 món 50.000 mấy chị. Đó, 5 món này 50.000, chị nào lấy chốt anh Thanh luôn ha, combo 50.
50 nha, combo này 50, chị nào lấy chút mình Thanh luôn. Đây, ở trong mấy cái bọc này Thanh sẽ bán. Đồ bộ trung niên hả? Đồ bộ trung niên. Đồ bộ trung niên Thanh không có đây nha. Đồ bộ trung niên không có đây. Cái áo sơ mi. Đây rồi, cái áo sơ mi này 50kg mấy chị. 50kg Thanh sale cái áo này 35.000 mấy chị. Ôi lộn, 45.000 xin lỗi. 45.000, 45.000 chị nào lấy chút anh Thanh luôn. Sơ mi 45k. À, cái sơ mi này Thanh sale cho mấy chị sơ mi tờ báo 45.000. Chị nào lấy chút anh Thanh luôn. Mi này Thanh sale cho mấy chị 45.000 sơ mi tờ báo nha. Ở cái này là khoảng 50kg đổ lại nha mấy chị. 50kg đổ lại Thanh sale cho mấy chị luôn. 45.000. Rồi, đây một cái áo nha mấy chị. Áo này mấy chị mua về mặc cái mấy cái quần sọt rất là đẹp luôn. Áo này 45kg nha. Đó, một cái áo nè. Rồi, đây một cái áo nữa nè. À, hai cái áo nha. Rồi cái áo này. Đây, đây là thêm một cái áo, áo dây rớt vai nữa nè. Đó, dây rớt vai nha, hai cái áo nè, cũng 40-45kg á mấy chị. 40-45kg là vừa nha. Đó, Thanh sẽ lựa, Thanh bán rẻ cho mấy chị. Đây, rồi một cái áo sọc. Áo sọc này là một model nha mấy chị, một bên là rớt vai, một bên là có tay nha. Đó, cái này ba cái nè. Rồi một cái áo ba lỗ nè. Một cái áo ba lỗ nha, 40kg là bốn cái nè. Rồi một cái áo lụa nè. Đó, 35kg nha. 5 cái nè. Rồi một cái áo von nè. Ủa cái này là cái đầm nha, cái đầm nè. Đó, 6 cái nè. Rồi 6 cái này 50.000 mấy chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. 6 cái này bán rẻ cho mấy chị 50.000. Mấy chị lên nhìn Thanh là combo 6 món 50 nha. Đó, Thanh bán combo gì cho mấy chị, cho mấy chị dễ mua nha. Bán rẻ đi, bán xả, bán rẻ đi, cho nó chống nhà. Đó, 6 món này Thanh sale cho mấy chị luôn. Rồi 6 món này Thanh sale cho mấy chị luôn ha, 50.000. Đó, combo này 6 món 50 nè. Mấy chị muốn lấy cái nào đó mấy chị lấy. Đây rồi, cái này là cái áo rớt vai nha. Đó, cái áo này là áo dây rớt vai nè. Áo dây rớt vai một cái nè. Thanh không có thời gian á, Thanh nhùi với mấy chị. Đây rồi, một cái áo tà xéo nha. Đó, cái này là 2 nè. Cũng 40-45kg thôi. Rồi cái này là cái đầm cho bé nè. Bé khoảng 25kg mấy chị. 25kg cái này nó cột gì nè. Đó, mặc ống gì nè. Họ thấy cưng lắm luôn. Rồi cái này bé 30-35kg 3 cái nè. Rồi cái áo màu đỏ nè. Bé 35kg 30-35kg luôn, 4 cái. Rồi cái áo von. Cái áo von này là 45kg nè. Áo von 45kg là 5 cái nè. Rồi một cái áo màu trắng nè. Áo màu trắng dây nha, áo trắng dây. Cũng 40-45kg luôn. Rồi là 6 cái 50.000. Đầm bé mua lẻ cái 20 quá nha Diệu Nguyên ơi. Đây cái combo 6 món này có 50.000 thôi. Đó, lên nhìn Thanh là 6 món này 50.000 nè. Đó, Thanh like từ món vậy đó.
Còn nếu như lấy cái đầm bé không là 20 ngàn. Mua lẻ từ cái là 20 ngàn. Còn mua combo 5, 6 cái này thì có 50 ngàn thôi. Nói chung mấy cái này là lấy em đầm hồng 20 rồi ok em. Đầm hồng 20 nhạc si. Nhạc si là đem lại về đi sếp. Ừ. 65kg hả? 65kg là để cái đó lấy ra để mình bỏ vô cái khác. Đây mình bỏ cái áo này vô là 6 món nè. Đó, 6 món nha. 6 món vậy 50 ngàn mấy chị lấy đi. Không về để thao bữa nay không có lên nha. Đó, mấy chị cứ mua combo gì nó lời mấy chị. 6 món gì 50 ngàn, 6 món 50 ngàn. Rẻ bèo mấy chị mua về cho con, cho cháu mình đó mà. Đó, cái áo nè, nó cưng chưa? Đó, cái áo này 20 ngàn luôn. Xét bộ có nha. Đây, cái áo này thấy cưng quá nè. 20 ngàn luôn. Áo này là khoảng 40kg á nha. 40kg á, một cái áo nè. Rồi 20 nè, ok thì vỏ nè. Đó, muốn mua lẻ là Thanh bán lẻ. Còn muốn mua combo thì chị Thanh bán combo. Đây rồi một cái đầm nè mấy chị. Đó, cái đầm nha. Cái đầm này là khoảng 45kg nha. Đó, một cái đầm 45kg nè. Mấy chị mua combo thì 6 món 50 ngàn. Còn mấy chị mua lẻ là 20 ngàn nha. Đây một cái áo dây. Một cái áo dây nha. Một cái áo dây nè. Rồi một cái áo trắng nè. Áo trắng này 35kg nè. Đó, áo trắng 35kg nha. Áo trắng 35kg nè. Rồi một cái áo này là áo áo von nè. Áo von này là 45kg nè. Đó, 45kg nha. Rồi một cái áo sọc này cũng 45kg luôn nè. Sọc 45kg nè. Hồi nãy không dám mở cửa, mấy đứa nó vô. 1, 2, 3, 4, 5 5 cái rồi. Rồi một cái đầm này là 6 cái nè. Đó, cái đầm này nữa là 6 cái nè. Nói chung là từ 40-45kg hết nha. Áo đẹp quá vậy. Áo nhỏ xíu rồi. Áo nhỏ rồi. Rồi nó lấy sao cái đó nhỏ xíu rồi. Hả? Dẹo là bạc hả? Áo 120kg. Tôi mặc vừa bà. Tôi nó bán được á chị kia, máu nó về bán 150 rồi nó mua liền á. Mấy đứa quỷ giờ nó mặc áo áo đen giờ nó tốt. Nó giá. Nó tốt mấy cái áo. Bà kia bán mấy cái đó được lắm. Không mấy bà mắng mặc hàng đó mình bán mặc hàng này. Người bán, người mua. Không có gì là... Rồi cái này là combo không? Này có chứ. Có nó kêu mắm mềm. Trời ơi em có nhớ chị thấy không? Đã hút một đống rồi cuối cùng rồi bỏ. Rồi Phương Phạm nè, hút một đống rồi cuối cùng rồi cái bỏ ở nhà. Rồi ok Phương Phạm nè, mấy chị mua combo 6 món thì mấy chị lời dữ lắm luôn, thiệt luôn á. Về cái nào cũng mặc được hết trơn á, cho con cho cháu mình mặc. Đây rồi cái áo đen nè, 50kg nha. Đó, một cái áo đen 50kg nè. Rồi một cái đầm nè. Cái đầm dây nha, đầm dây mua đen cho bé nè. Là 2 nè. Rồi một cái áo này là cái áo dúng bèo nè. Là 3 nè, bé khoảng 40kg á. Rồi một cái đầm nữa nè. Đó, cái đầm họa tiết là hình trái cây nè. Rồi cái đầm này dơ quá. Cái đầm này chị nào mua thanh tặng luôn. 3 cái nè. 4 cái nè. Ồ cái áo này sexy modern nè. 5 cái nè. Rồi, cái này là 6 cái nè. Thúy Nhã, chào em yêu, 6 cái nè. 6 cái.
Rồi cái này nữa luôn, 7 cái nè. Đó, 7 cái này. Rồi Thanh tặng cái này luôn, mấy chị về mấy chị giặt giùm Thanh nha. Cái này nó bị dơ là dưới cái like nè. Đó, là 8 cái luôn á. Để em chưa nó lấy số lớn nè. 8 cái nha, cái này 8 cái 50 ngàn nè. Tại vì nó có một cái bị lỗi nha, dơ á. Về mấy chị ngâm cái đầm á, cái đầm nó bị lỗi dơ. Đó, 8 cái này nó bán 50 ngàn luôn. Bèo. Rẻ bèo mấy chị. Cái này đó là từ trong đây nó có lộn xộn, nó có 35 kg, rồi 30 kg, rồi 40 kg, rồi 50 kg, nói chung là nó lộn xộn. Đó, 8 món này 50 ngàn. Có một cái đầm đó, nó bị dơ quá nên Thanh bỏ vô mình tặng luôn. Đó, này mà nói chuyện đó, Thanh không có thời gian, Thanh cứ nhùi giống như mình vẽ vậy đó. Đây cái đầm nè. Đầm nè, đầm chấm bi nè. Cái gì? Con chở nó đi học với thầy nhà, thấy nó học không? Ai? Thấy Thảo học không? Đây rồi cái zoom nè. À, cái zoom này nha, ở hai cái nè. Rồi cái yếm nè. Đó, cái yếm này nha. Dạ. Ba cái nè. Cái gì? Cái gì? Cái mà. Rồi cái này cái bà áo nè. Chỗ này không có nhà, đi thẳng rồi. Đó, mấy cái này Thanh bán rẻ cho mấy chị luôn nè. Cái này hàng mới nha. Cái này hàng mới nha, mà tại vì nó còn ít, Thanh bán rẻ cho mấy chị nghe, chứ không phải hàng cũ đâu nha mấy chị. Ơi cái đầm nè, thấy đẹp chưa? Đó, cái cưng dễ sợ chưa? Không bán hàng xóm hả? Ừ thôi, đơn này để chị miễn ship cho. Để chị miễn ship cho cưng đơn này nha. Tại nhiều khi chị có Phương Phạm này, Phương Phạm kia chốt lộn vô. Đây mấy chị nè, đó có nhiêu là Thanh bán rẻ cho mấy chị. Nói chung là vừa bán vừa tặng cho mấy chị luôn. Một cái nè, hai cái nè, ba cái nè, bốn cái nè, 5 cái nè, 6 cái nè, 7 cái nè, 8 cái, 50 ngàn. Rồi, trời. Ghé bèo. Rồi cái này combo này 8 món luôn là 50 ngàn. Mấy chị mấy cái này hàng mới nha mấy chị. Đừng có thấy Thanh bán rẻ quá, mấy chị tưởng là đồ cũ nha. Cái này là đồ mới hoàn toàn nha mấy chị. Tại vì nó bị tồn động, nó bị bán ế. Nó bị bán ế cho nên là bán rẻ. Chứ không phải đồ sida nha mấy chị. 8 món 50 rồi, ok Trang nè. Đồ hoàn toàn mới nha mấy chị, tem mặt đồ đầy đủ nha mấy chị. Có cái là cái này, thứ này mà đồ đùi gan có không? Có. Em đầy đồ dài. Em kêu chị đi lên em kiếm đi, em chịu. Hai người. Hay quá, tao nghĩ ngày mất 500 ngàn. Mấy ngày mất 500 hả? Ngày ấy á, một ngày này mất tiền kinh cần á. Rồi ok nè. Tiền tinh cần đó. Tháng có ngày tiền nghỉ ngày nó mất. Rồi 8 món nha cho Trang nè. À Thi Kim 8 món à. Rồi để chị lấy cho Thi Kim 8 món nha. Chị lấy cho cưng đây. Cái này 5 món nhưng mà giờ chị bỏ thêm 3 là 8 luôn. Chị bán kiểu bán tặng luôn á. Đây nè, của cưng á là nè đó, chị bỏ vô thêm cho cưng 3 cái nữa là 8 cái bán luôn. Đó, 8 cái nè, Thi Kim nè, bán rẻ luôn á mấy chị. Thi Kim lên số điện thoại giùm chị Thanh luôn, Thi Kim ơi. Lên số điện thoại giùm Thanh nha. Mấy chị ơi, Thanh bán 8 món 50 ngàn. Trời ơi trời.
Rồi bây giờ là 8 món 50 là hết rồi nha mấy chị. Rồi cảm ơn Thi Kim nè. Bây giờ là còn là tới cái khác nha. Tới cái khác nha mấy cục vàng. Thanh chào Tuyết Châu nha, đây rồi. Có bộ thể thao nam không? Bộ thể thao nam Thanh có này nè. Đây bộ thể thao nam 29.000. Đó, 29.000 bộ thể thao nam nè. Chị nào lấy chút âm thanh luôn, bộ thể thao nam 29.000, bộ này Thanh còn có 2 bộ, còn 2 bộ thôi nè. Bộ này là từ 40kg tới 55kg nha, 40kg tới 55kg. Rồi Thi Kim nè, bộ thể thao nè. Rồi Lon nè, thể thao. Nói em đi lô này nữa em nghỉ. Em đi lô này nữa em nghĩ là thấy đẹp quá cũng không nghĩ nổi nữa hả? Để thao hết rồi Trần Thúy ơi. Thể thao nam Thanh hết rồi, Thanh lấy mẫu khác này nha. Thanh lấy mẫu khác cho mẫu đó Thanh hết rồi. Đi cũng nhóc màu luôn. Đây thể thao nam nè, Thanh còn màu xanh nè. Cái thể thao chữ đó còn có một bộ rồi Lon ơi. Đây thể thao màu xanh nè, 45kg nha. Dạ rồi để em đền cho chị. Chắc thằng Cảnh nó không biết đó, nó không biết nó gửi luôn á. Rồi xanh 3 bộ nè, ok Lon nè. À, có thể thao bé gái không? Có nha. Bộ này nhiêu nhỉ? Bộ đó tính 25 đi. Rồi xanh nha mấy chị, xanh 29.000. Hấp đi này em có chưa? Nam 29, ok Hậu Thảo nè. Hấp đi này em có chưa hả? Để gì? Rồi Mi Diễm nè, xanh 29 nè. Hậu Thảo 29 nè. Rồi Thi Kim nè. Thi Kim nè, xanh 29 nè. Các chị lên giá tiền nhìn Thanh nha. Rồi Thi Kim nè, xanh 29 nè. Chị lùa cái đống nó qua giùm em nhé. Để em quay hồi nó mà bữa hôm tây quần viên gì? Có dép giống đôi chị có size 38 không? Chị chụp hình chị gửi qua em biết được em lấy cho. Em không nhớ nữa. Chụp gửi cho em đi chị em lùa cái đống của chị nhiều qua giùm em nhé. 55kg Thanh hết nha. Đây rồi, bộ này cũng 50kg đổ lại, 45-50kg đổ lại nè. Trời ơi vải đẹp lắm nha mấy chị. Đó, Thanh theo cho mấy chị có 29.000 thôi. 29.000 bộ thể thao màu trắng này, con gái mặc được, con trai mặc được nha. Bữa nay lấy cái xuống cả cao này lấy nó nhỏ cho nó mua con cá được. Con gái con trai gì cũng mặc được hết trơn á. Rồi hai trắng là ok em nè. Đơn này chắc thứ hai chị mới gửi nha Lon ơi. Rồi Hậu Thảo nè, nam trắng nè, ok em nè. Rồi cho cái bộ vết chân này.
À, cái cưng vậy ha. Chị cho em hai bộ thể thao màu xanh, hai bộ thể thao màu trắng. Chinh Chinh Mai. Rồi ok Chinh Chinh Mai nè. Chưa nhận được nó hả? Hậu thảo trắng, Thanh lấy ra hậu thảo trắng rồi nha. Chắc chút nữa. Rồi Thúy Kiều hai bộ trắng nè. Để làm đêm đó mà Kim hay nghỉ. Thêm tầm 60kg hả? Quần jean nam hay nữ cưng? Nam hay nữ Trúc Đào? Trần Thí nè, thể thao thể thao trắng đó nè. Rồi ok Thúy Kiều này trắng nè, 29.000 nè. Thêm một cái nón kết đen 20k. Rồi ok Tú nè. Chị hai bộ thể thao. Áo trắng mặc quần màu khác chứ không lấy quần trắng. Rồi để em lấy ra. Chị Kim, chị truyền cái này giùm em ơi chị. Bộ này nè, cái tay có bộ màu xanh nè. Này có. Dạ. Bộ màu trắng, bộ màu trắng quần trắng, quần đen hả chứ không lấy bộ trắng này hả? Rồi để em lấy cái khác cho. Quần đen gì là em có bộ bộ này. Đâu rồi? Rồi à, Ngọc Yến nè, thể thao xanh hai bộ nè. Quần đen hai bộ. Thanh để ở tiệm rồi, có gì Thanh về chở Thanh lấy. Cái gì vậy? Vậy là em lấy cái bộ trắng quần đen này nha. Không thì nhỏ đang lấy rồi, nhỏ đang like đâu có lấy được. Trắng quần đen Trần Thúy một bộ nè, 29.000 mấy chị ơi. Lấy áo trắng quần đen Mi Diễm nè. Đừng có đổi giùm Thanh nha, Thanh lấy thêm chứ Thanh không có đổi đâu nha. Cái cục vàng có mình Thanh là Thanh quăng ra đó rồi, Thanh không có đổi được nha. Rồi Thí Kiều trắng quần đen nè, Nguyễn Linh nè trắng quần đen một bộ nè. Rồi mấy chị lên giùm Thanh là trắng quần đen nha mấy chị. Lấy bộ trắng quần đen nhỏ nó dọn bộ trắng quần đen. Đây bộ trắng quần đen nè, đẹp quá sợ chưa. À, thể thao trắng quần đen một bao nhiêu một bộ? 29.000.
29.000 nha. À, Yến Phạm ơi, chị có chốt cho Yến Phạm Ngọc Ngọc Yên rồi nha. À, cho em coi lại bộ bộ đang like đây nè. Đó. 29.000 nha. Yến Phạm Ngọc Viên ơi, chị chốt cho cưng rồi đó nha, nãy chị chốt cho cưng rồi. Bộ này là 45-50kg đổ lại tùy theo cao thấp nha mấy chị. 29.000. Rồi Hậu Thảo nè, ok Hậu Thảo nè. Thẩm Lê rồi, chị thấy cưng nè, cưng comment gì vậy? Comment vậy rồi, bộ này là bộ xanh. Bộ xanh mấy chị lên dùm Thanh là xanh 29 mấy chị. Xanh 29 nha. Linh Phạm hai bộ thể thao trắng quần đen. Đâu nữa rồi. Xin về rồi hả? Bộ đồ ngủ thì dây thịt dây đùi xá khá này mà bữa thấy vậy thấy đâu lượng lét đùi mà xá khá nó chịu à, bỏ ra là xúc kem đặt vô là xúc kem bỏ này liêm mà mặc bộ này dưới đó nổi liêm lên luôn. Ông Khoa 18 cái này nhỏ quá nè, bộ này được không, bộ này được không à, à Linh Phạm ơi, một bộ xanh nữa, ok Linh Phạm nè. Nó dặn lấy cho nó bộ đồ ngủ, nó mặc nó chút kem mà bộ này rất sexy. Bộ nó nhỏ xíu à, nhỏ. Có nhiều ký. Có được ký, có mấy ký à. Tắm mấy ký hả? Ừ. Trời không có vừa đâu. Kêu nó ở chuồng trước xong rồi mặc đồ vô. Ừ. Chuồng đi trước rồi mặc đồ. Trắng hai nè, xanh quần đen. Long Phạm nè, 29k nè, đâu rồi xanh quần đen đâu. Lên số hội dùm Thanh đi mấy chị. Mấy chị lên số hội dùm Thanh nha. Cái gì Long Phạm nè, Long Phạm lên số hội dùm Thanh nha. Em mà mặc màu trắng cái gì? Hết trắng quần đen rồi. Trắng quần đen đây, trắng quần đen anh có mẫu cái này quần trắng luôn hả? Hai bộ trắng. Bộ này đẹp quần đen trên kia còn kìa. Không. Lấy giùm em mấy chị. Qua nó còn nó sai không. Quần cái đó là cái quần rồi. Cái quần không à. Một bộ 29.000. Một bộ 29.000 nha. Long Phạm lên số điện thoại nhìn Thanh đi Long Phạm ơi. À, trắng quần đen đây có nè. Nha. Nam nữ gì cái này viền trắng luôn rồi. Lâm Phạm lên số hội dùm Thanh luôn. Thấy đó coi Diệu. Diệu à. Để cái để điện thoại đi. Bộ trắng quần đen là hết rồi mấy chị ơi. Mai rồi lại mình lấy bộ của mình để từ là hết rồi. Hết rồi. Trên nhà cũng sạch sẽ luôn à. Nam nữ mặc được nha mấy chị. Nam nữ mặc được. Bộ trắng quần đen hết rồi mấy chị. Trắng quần đen hết rồi. Đây em còn bộ quần trắng áo trắng luôn. Cái bộ này bị lỗi dơ. Lỗi dơ mấy chị ơi. Lỗi dơ bán rẻ luôn. Bộ này 15.000 luôn. 15.000 lỗi dơ. Lỗi dơ nè. Mấy chị lên nhìn Thanh là bộ lỗi 15k. Đó, lỗi 15k. Lỗi 15k nha. Bán rẻ luôn, cái này bộ lỗi nè 15k. Bộ lỗi 15k nè. Rồi ok Thúy Kiều nè, lỗi 15k nè. Rồi lỗi 15k nè. Thằng giờ không biết ở trong nó lỗi không, lỗi nữa. Lỗi không lỗi gì bán lỗ các mẹ luôn. Rồi lỗi hậu
đậu thảo nè 15k nè. Lỗi chị Cẩm Hằng là 15k nè. Lỗi Trần Thúy 15k nè. À, của em đừng lỗi, chị biết rồi, trời ơi, chị biết ý cưng mà, dễ gì chị lấy lỗi cho cưng. Cẩm Hằng nè, lỗi 15k nè. Rồi Sau Nguyên nè, lỗi 15k nè. À, Trúc Thanh Trúc, Trúc Thanh Trúc gửi chưa không nhớ nữa nè. Đó, bộ lỗi dơ về mấy chị giặt hình anh đi. Lỗi 15k. Rồi bộ lỗi 15k cho chị Sau Nguyên. Đồ đó là hết luôn á đó, đó chị. Đồ đó, đồ đó chắc cỡ 80kg. Ừ, đúng chị. Hai lỗi 15k, ok Linh Phạm. Hai lỗi mất kết nối. Lấy thí mẹ đại gì đi, không biết là lỗi không lỗi về chị nào hơn rồi, ngay cái bộ không lỗi gì thôi, lỗi về mấy chị giặt giặt là nó sạch nha, anh làm biến giặt quá. Từ 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 Thanh lên, từ từ mấy chị ơi, mấy chị hối quá Thanh làm không có kịp mấy chị. Lỗi dơ bán rẻ 15.000 mấy chị. Còn mấy chị muốn sạch không có lỗi á thì mấy chị mua 29.000 giùm Thanh đi nha. Muốn sạch không có bị lỗi thì 29.000. Bộ chị mặc có 57-55kg không hả? Bộ chị mặc 75kg sợ không được á cưng. Rồi Hạnh Lê nè, hai bộ lỗi nè. Bộ chị mặc là không có, không có 75kg. Hạnh Lê, Hạnh Lê hai bộ lỗi lên số điện thoại giùm Thanh đi Hạnh Lê ơi. Bây giờ Thanh lấy khí đại gì Thanh không biết là có lỗi không lỗi nữa. Về chị nào hên là ngay cái bộ không có lỗi ha. Rồi Sơn Minh nè, lỗi 15 nè. Rồi xanh 29 nè. Ok Sơn Minh nè. Chị mặc là 108. Ai biết rồi đó, giờ có thấy ông nhậu đó, thấy ông xuyên nhậu suốt ngày á, ông thảm chết luôn chạy. Ai biết, chứ bao giờ thấy ông đi ăn nhậu tổ chức ở nhà đó, bây giờ tôi ở thêm mấy giờ bao nhiêu năm không bao giờ thấy ông đi các bạn. Đúng rồi đó. Không thấy ông ngủ ghê. Đó giờ mấy chục năm không có bao giờ mà thấy bạn bè mà nhà. Không lỗi là 29.000. Cái gì à, Sơn Minh nè. À, một bộ xanh 29.000 giọt lệ trong tôi nè. À, Hạnh Lê, Hạnh Lê cho Thanh số điện thoại nha. Hạnh Lê cho Thanh số điện thoại nè. Mấy chị có mấy bộ nó dơ vậy mấy chị giặt mấy chị nha, mấy chị giặt là nó sạch thôi, giặt là sạch. Như mấy chị chào Cẩm Giang nha, chào Cẩm Giang, chỗ nực con chảy con vòng mà nó nực mấy chị. Ê cái bộ bộ quần đen à? Hả? Ê có quạt bộ chị mặc 65kg không vừa nè. Bộ quần đen còn bộ này chị chịu lấy không, còn bộ cuối cùng nè. Trời không để dành bộ nó dặn nữa, cái không có bán. Em xem đi chị hả, xem cái gì à, Thúy Hằng. À đây bộ 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 29.000 bộ trắng quần đen nè. Lấy thêm bộ lỗi 15k. Em coi có lỗi không á, lấy đồ nguyên bán hết trơn rồi.
Rồi Hương Diễm nè, lỗi lỗi 15k. Cái này mua về cho con mình nó mặc ở nhà cũng được. Hai chị ha, mặc ở nhà là được ha. Rồi, lấy em bộ 29 trắng, ok Sơn Minh nè. Rồi hết luôn. Anh trắng 29 này hết rồi Linh ơi. 29 này hết rồi, còn có bộ một rồi. Chị nào không cho số điện thoại Thanh xã nha. Chị nào không có cho số điện thoại là Thanh xã nha mấy chị. Rồi mấy chị lên hình Thanh để Thanh coi còn bộ lỗi không nha. Mất kết nối có rồi nha, lấy em bộ trắng đó hết rồi. Ông Trương ơi hết rồi nha, hết rồi. Rồi còn hai bộ lỗi nè. Đây còn hai bộ lỗi nè. Bộ đồ xanh 29 Nguyễn Linh nè. Ok bộ lỗi đi hả? Bán rẻ vậy. Ừ, về chỉ bán 35 ngàn hả mua. Mua xong mua chạy. Rồi ok Linh, bộ xanh 29 nè. Giặt là nó sạch à. Cái đó nó bị dơ đó, chị biết nó gắp cái bọc á, cái bụi nó bám lâu ngày thành bộ lỗi nè. Ok Mi Hương nè. Lấy không? Lấy không? Mi Hương lấy mấy bộ? Rồi để nhỏ bán đi. Để bán đi nha. Rồi ok Mi Hương nè. Lỗi 15 nè. Hương ơi lấy mấy bộ? Hồi nó mất á, cái gửi á, cái không có đi làm mà được không? Em có lỗi qua rồi nhỉ? Gì đó, cái thang. Đây này để thành lửa, cái còn nữa không nè. Rồi lỗi nè, giọt lệ trong tôi nè, 15k nè. Có mấy bộ lấy mấy bộ, có mấy bộ lấy mấy bộ hả? Để chị coi thứ này còn mấy bộ. Rồi có 15 ngàn chục bộ, 150 về mặc cũng sướng. Mặc tới năm sau còn cha mặc con mặc mẹ mặc luôn. Cho cũng được đó. Hai. Em thấy cái bạn vùng này có bị nhiều giờ nó cứ nhỏ lắm. À, mặc đẹp đó, giờ nhỏ vậy. Giờ nó nhỏ mà mặc đùa ô là nó nhiều chuyện. Màu xanh không có lỗi nha, màu xanh là 29 ngàn nha Hà ơi. Màu xanh là không có lỗi, có cái màu trắng này rồi nó cái bọc nó rách nó dơ. Đó, nó rách nó dơ rồi Thanh bán rẻ cho mấy chị chứ mấy cái này cũng hàng mấy chục ngàn không chứ đâu có rẻ đâu. Này mà mua cho từ thiện á chị ha. Cho em hai bộ lỗi, ok xuyên luôn nè. Trời ơi, có 15 ngàn mấy má ơi, nó rẻ như như cái gì đó. Trời, cái này chị giặt sạch rồi, cái chị ấy người tẩy này nó đâu có, hàng này nó đâu có bán thêm đâu. Bủ văn lê vậy nè, hai bộ lỗi nè. À, khoan để chị hỏi hỏi Mi Hương đi. Hương ơi, Mi Hương lấy hết không? Lấy rồi, chị lấy rồi nha. Quá lắm, một chị bà một chị rồi chứ. Lấy em 5 bộ cũng được, rồi. Ok rồi, bộ lỗi hết đó chị. Bộ lỗi hết rồi nha. Hết rồi, bộ lỗi hết rồi mấy chị. Bộ đang mặc là 180 nha mấy chị. Bộ đang mặc là 180. Chị bữa nay chị thấy cái mặt bé đỡ không chị? Đỡ không?
hai lần rồi đó, làm được hai lần. Có mà mẹ đó nó bự rồi, mình cỡ mình không có, cỡ mình chật nó mặt luôn đó. Ngày nào nó kêu bà kiếm cho tôi áo, kiếm cho tôi áo. Đây nãy em thấy ở đây đâu, đây có cái áo bị bự mà. Ngày nào kiếm chứ, ở không nhà. Đây còn một bộ nè. Chị được hai bộ đúng không? À, chị hôm qua chị đi đơn chưa? Chị cũng không biết Cảnh nó đi đơn chưa nữa. Không biết Cảnh nó đi đơn chưa, chị cũng không biết nữa nè. Tại vì cấp này Tết này chị bận quá, là chị giao cho nó chốt đơn á. Đây còn 3 bộ mấy chị. Còn 3 bộ lỗi nha. 3 bộ lỗi mấy chị ơi. 4 bộ. À, Hùng Lê lấy em bộ thể thao trắng lỗi 15k chứ không có 10k nha cưng. Rồi khác tập sống nè, hai bộ lỗi nè mấy chị ơi. Mấy bộ lỗi này nó bị dơ về mấy chị giặt được nha mấy chị, giặt nó sạch nha, tại vì nó rất bọc quá, nó bị bụi dơ chứ không phải là nó bị gì đâu. Bộ có màu sắc không? Không cưng, cho em hai bộ. Ê, bộ lỗi này em còn một bộ thôi. Còn một bộ thôi, chị nào lấy nhanh thì còn chậm hết mấy chị. Cái này xong hết rồi nha, còn có một bộ thôi. Còn có một bộ thôi nha. Rồi tí chiều còn có một bộ, chị lấy một bộ đi. Còn một bộ lấy một bộ đi. Rồi hết rồi. Cho em coi lại mẫu. Trời nó nực má ơi. Mẫu bây giờ chị hết bộ lỗi rồi, chị còn bộ 29.000 được không? Đây bộ này sale 25.000. Bữa hôm bán 29 bữa nay bán 25. Đuổi rồi. Dạ nó mua màu này rồi, nó khỏi có màu gì khác. 29.000 nó giấy lộn ba 25.000 mấy chị. 25.000 nha, bộ này là 50 55 kg vừa nè. Đó, thanh sale cho mấy chị 25.000 luôn. Ở một đống này mấy xe chở lên hết không. 25.000, chị nào lấy chốt tình thanh luôn ha. Bộ đùi 25, bộ đùi 25 có set chân váy không? Set chân váy hả? Quần giả váy nha Thi Kim ơi. Có set quần giả váy à. Rồi 25.000. Chị nào lấy chốt tình thanh luôn. Bộ này 25.000, thanh có màu hồng, màu xanh, màu đỏ. Có 3 màu nha, hồng, xanh, đỏ. 25.000 một bộ. Còn bộ thể thao không? Bộ thể thao bây giờ nó còn màu trắng nhưng mà 29.000 với màu xanh 29.000. Không có 60kg nha, không có 60kg. Rồi bộ này 25.000, chị nào lấy chốt thanh luôn bộ đùi nha. Đùi 25 có 3 màu, mấy chị lấy 3 bộ 3 màu đi mấy chị. 3 bộ 3 màu mặc cho đã. Đây bộ set giả váy nè. Rồi Thi Kim nè, 3 bộ 3 màu nè. Đó, lấy 3 bộ 3 màu mặc mấy chị. Bộ có 25.000 thôi. Kiếm cái nào mặc đi, cái này thay. Đồ rồi nó. Thể thao bao nhiêu ký vừa? Thể thao là 50kg đổ lại. Tùy theo chiều cao nha Hồng Chương ơi. Rồi 3 bộ. 3 bộ có 75.000 thôi. Một bộ có 25.000 mấy chị. Quần đen ống rộng 35k còn không? Còn nha Thịnh Nguyễn ơi. Quần đen ống rộng 35k còn nha. Thể thao đó hả? À, có đó không? Chị có đó. Đó kìa. Nó buộc nó đẩy qua còn cái hai cái vậy đó. Đây rồi chị nào lấy, chị Kim lấy giùm em đi chị. Em chồng nó chở kìa. Đó nóc kìa, có viền trắng trắng ở trong á, trong à. Có cái viền đó. Đó có viền trắng trắng đó. Đó rồi, mấy cái lẻ đây nè. Ờ à, đó. Ờ à, đúng rồi. Trên không lấy là móc ở dưới làm chi vậy? Đúng rồi đó, cái đó đúng rồi đó. Đó đó, đúng rồi đó. Trời trời. Giờ ta có kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm đồ biết rồi. Đây quần nè. Quần này đúng ra là 45.000 chứ không phải 35.000 nha. Quần này 45.000. Chừng nào điện em vậy? Thứ hai nha, thứ hai mới điện chốt đơn nha. Rồi cái quần này là 45.000 nha mấy chị, 45.000 chứ không phải 35.000 nha, 45.000.
À, 45.000 cái này là quần, quần ống rộng, là quần này là ống đứng chứ không phải là ống ống rộng nha. Có đồ bộ không? Đồ bộ mới lên đồ bộ đó. Rồi. Đây cái này là set váy, set set bộ quần giả váy nè. À, quần giả váy nha, cái set này đang sale 35.000 mấy chị. 35.000 chị nào lấy chốt cùm Thanh luôn, set giả váy 35k. Đây 35.000 nha. Rồi chị nào lấy chốt cùm Thanh là set giả váy 35.000. Quần đùi hả? Quần đùi là quần nhiêu tiền ta? Chị quên mất tiêu, 35.000 hả? Giờ không nhớ nó quần nào nữa nè. Rồi cái này là set giả váy mấy chị, set giả váy 35, ok tập sống nè. Rồi hai set giả váy nè Linh Phạm nè. Còn không nữa đó. Cái bà nội làm hết rồi. Set giả váy rồi, thôi để lát nữa Thanh lấy cho. Thanh coi của ai không gọi được Thanh xã Thanh lấy cho. Set giả váy hả? Rồi cái quần này là 55kg mấy chị, 55-57kg nha. Cái quần này 45.000. Quần này dài đẹp nha mấy chị. Quần ống này là ống nó dơ xung xung vậy đó. Có một màu một mà bây giờ nó hết rồi nè. Để chị coi lát nữa, chị coi của ai mà không đủ đơn á thì chị xả rồi chị lấy cho cưng nha. Đây set bộ nè, 35.000 nè mấy chị. Đó, set bộ này 55kg nha, mình sale cho mấy chị 35.000. À, có quần đó loại ống ống sao? Ống bo không? Ống bo hả? Có. Chị lấy em hai bộ thể thao xanh 29k, ok em nè Hương nè. Quần là 45.000 á, là quần chị tính cho cưng 40 á. Chị tính cho cưng 40 á. Long ơi. Kim, em nhờ cái đây. Lấy giùm em cái. Thế nào? Đây nè, bộ xanh đó đó. Thấy không? Dạ, lấy nguyên cây đó đi. Rồi, một khi em muốn mua quần, quần ống bo, ống bo luôn á chị. Bo cái nãy ống đó. Bo là nãy á, cái trên cùng á. Vừa đẹp hả? Rồi chị cảm ơn cục vàng nha, chị cảm ơn em. Đây quần ống bo đây, trên 100.000 là đi đơn nha, trên 100.000 nha mấy chị. Đây cái bộ đồ này có 35.000 mấy chị. Đây bộ đồ này là từ 40kg nè, cho em hai bộ thể thao xanh trắng, bộ 29.000 nha nha Hồng Trương ơi, bộ 29.000 nha, bộ xanh bộ trắng nè. Bộ thể thao 67kg không có nha. Rồi Hồng Chương, Hồng Chương là hai bộ nè. À, 35 bộ nè, ok Thi Kim nè. Cái bộ này đẹp lắm mấy chị ơi. Cái bộ này cái vải nó đẹp, mặc mấy chị mặc. Mặc cái màu đó, cái màu nó rất là nhu. À, có đồ đi chùa không? Đồ đi chùa có. Đồ đi chùa chị có mà thứ hai đi cưng. Bộ nè 35.000 bộ màu hồng nha. Rồi bộ thể thao màu xanh là 50kg đổ lại thanh sale cho mấy chị luôn. Đây quần nè mấy chị, quần 45.000 nha. Quần thể thao bo ống mấy chị. Đó, quần bo ống thanh sale cho mấy chị luôn 45.000. 60kg đổ lại, 60kg đổ lại thanh sale cho mấy chị luôn ha. Đó, thanh sale cho mấy chị cái này 45.000. Quần thể thao, quần thể thao là 45.000 nha, 45.000. Ha ha!
quần nè. Rồi Hương Mi Hương một quần nè. 45.000 một cái quần. Còn bộ bé trai 55kg, bé trai 55kg thì anh cũng có vậy thôi. Sao bữa nay em nghe nghe nhỏ vậy hả? Tại chị ngồi xa cái điện thoại á. Chị ngồi xa điện thoại á Mi Hương. Hay là bữa nay em bị nặng tay. Không, bữa nay chị ngồi xa cái điện thoại á. Chị ngồi xa có áo khoác hot đi, khóa kéo, khóa hot đi. Chị lên giùm em cái áo màu hồng áo khoác ở trển đây. Với cây màu đen ngay chân chị luôn kìa. Đó, trước kìa. Đó, màu đen dạ. Đây áo khoác thanh sale cho mấy chị 45.000. Mà còn có màu một à, cái này còn có một màu một à nha. Áo vú chợ chứ hết rồi nhỏ. Đây, con vỏ nè. Ủa mình về vú. Đạt cho bột hết. Đây áo khoác hot đi. Quần thể dục size nhỏ hả? Không, cái đó bo ống là chắc mặc được. Đây, áo khoác 45.000 mấy chị. 45.000 áo khoác hot đi màu dây kéo nè. Ở thanh sale cho mấy chị có 45.000 một áo thôi, 60kg đổ lại mấy chị. 60kg đổ lại, 60kg đổ lại nha. Chào Trần Nhung, quần thể dục có số nhỏ. À, biết là em đang làm. Cưng không? Vừa làm nghe câu được câu mất hả? Rồi 45.000 áo này thanh sale cho mấy chị 45.000 thôi mấy chị nha. Mặc rất là trẻ trung. 45.000 không, cái đó là lẻ đó, lẻ em mán lên rồi đó. Rồi Linh Phạm một khoác 45 nè, Sơn Minh một khoác 45 nè, 58kg là mặc được nha. Màu đen mà giờ có không có nón được không? Hai đứa nhỏ nhỏ dặn hai cái này, hai có được hai cái này đẹp. Cái gì chưa mẹ mà. Màu đen mà có loại không nón. Màu đen mà thanh có loại không nón được không? Đây áo khoác màu đen nhưng mà không có nón. 45.000 luôn. Khoác đen không nón nha, khoác đen không nón nè. À, có bộ thể thao màu màu trắng không em? Dạ có chị. Thể thao màu trắng bữa nay em sale có 29.000 thôi. Ở thể thao màu trắng bữa nay em sale có 29.000 thôi. Rồi áo khoác màu đen 45.000 luôn. Màu đen 45k, chị nào lấy chốt em thanh luôn, màu đen 45k nè. Mặt chắc hơi ôm một xíu á chị, chắc mặc được nhưng mà nó hơi ôm xíu thôi. Còn áo khoác loại gì, loại khác không? Áo khoác loại khác thì có loại áo khoác rin rồi áo khoác hot đi. Đây áo này tâm sale có 39.000 mấy chị ơi, có rẻ như cho luôn. Đây áo này là áo chồng cổ nha mấy chị, 39.000. Bộ đồ dài không? Bộ đồ dài có nha chị ơi, có đồ bộ quần lỡ có nha. Áo đen con trai mặc được nha. Thể thao màu trắng, đây thể thao màu trắng nha chị. Đủ nữa. Áo đen đó là con trai mặc được nha. Đây bộ thể thao màu trắng nè chị, 29.000 một bộ, 50kg đổ lại nha. Đó bộ thể thao trắng nè, chồng cổ có màu đen nha, chồng cổ thanh có màu đen. Rồi bộ thể thao nè, rồi cái chồng cổ này thanh sale cho mấy chị 39.000. 39.000 mấy chị lên giùm thanh là tím 39 nha. Có thể thao quần đen, quần thể thao quần đen hết rồi. Áo gì?
À, hùng lê bộ lỗi nè, đây chị lấy bộ lỗi cho cưng nè, còn một bộ nè. Tím 39, Linh Phạm này là Linh Phạm nào vậy ta? Thanh thấy quen quá. Linh Phạm này là ở Khánh Hòa hay là ở đâu nè, Thanh thấy quen quá trời luôn á. Đây nè, rồi cái áo khoác nè, màu đen nè. Áo trong cổ màu đen nè. À, cái gì nãy em là hỏi nè. Đó, cái này là màu đen này nha, 39 ngàn. Em ở Đồng Nai hả? Rồi. Chị tưởng là ở Khánh Hòa. Chị có một Linh Phạm mà mua đồ mà không có nhận hàng đó, cho nên là chị... Rồi đen 39, ok. Mi Hương nè, đen nè, VV nè. Đen 39, đen 39. Rồi Hồng Chuông nè, đen 39 nè. Rồi Trần Hằng nè, đen 39 nè. Rồi đen 39 không còn mấy cái nữa mấy chị. Đen 39 không còn mấy cái nha. Rồi màu đen nè, ok Linh nè. Đồ 40kg hả? Có chị, em lên từ từ đầu nha. Rồi đen 39, đen 39. Chị nào lấy chút mình anh luôn ha, còn 3 cái nha. 60kg vừa đó Trần Hàng ơi. 60kg cao là mặt vừa nha. Rồi màu đen 39 anh còn 4 cái mấy chị. Còn 4 cái, chị nào lấy chút mình anh luôn ha. Đen 39, đen 39 là còn 4 cái. Chị Diệu ơi, thảy giùm em một cây màu đỏ vô luôn hả chị? Đỏ tươi hay đỏ đậm? Đỏ nào cũng được, tươi đại đi. Với cây màu xanh luôn chị, cây màu xanh bên đây nè. Rồi ok, Thanh Huỳnh nè, đen 39 nè. Mấy chị ơi, mấy chị vui lòng cho Thanh số điện thoại mấy chị nha, cho Thanh số điện thoại đi mấy cục vàng. Rồi còn 3 cái cuối cùng mấy chị. Bộ chị mặc 170 nha, bộ chị mặc 170. Tay màu đen nè. 39 ngàn. Ở Thanh còn 3 cái cuối cùng, không có cái thứ tư đâu nha mấy chị. Hết hàng luôn á, cái này là màu đen là hết luôn á. Màu đen là Thanh hết hàng rồi, Thanh còn có 3 cái thôi đó. Rồi chị nào lấy chốt âm Thanh luôn. À, Thi Kim lấy thì chốt mình chị Thanh luôn nha. Đen chị Thanh còn có 3 cái thôi, 39 ngàn. Rồi Thanh lên cái màu xanh nè. Rồi ba đen nè, ok em. Rồi Thi ơi, hết luôn rồi Thi ơi. Hết rồi, đen hết rồi nha. Rồi ok, cục vàng nè, đây màu xanh đẹp quá trời luôn nè. Đẹp, cái này đẹp quá trời luôn nè mấy chị ơi. Chị thảy giùm em mấy cái vàng đó luôn ơi chị Diệu. Đây đẹp quá nè. Cái màu kem luôn chị. Màu kem. Đó, rồi. Đây, quá trời màu luôn. Đẹp quá mấy chị, đẹp quá trời luôn nè, 39 ngàn, xuất sắc luôn ha. Rồi xanh nè, ok vi nè. Ồ, trời đẹp mấy chị ơi. Mấy cái áo này đúng đẹp luôn nha. Ở ngoài Bắc, ở ngoài miền Trung giờ là lạnh. Rồi Hà Nội giờ rét dữ lắm chị. Mưa phùn nữa.
lạnh buốt luôn. Đài sáng mới bán 40 ký vừa đó nha chị, 40 ký vừa đó nha. Rồi hai xanh nè, lon nè, rồi 39 là xanh nè, Nguyễn Linh nè. Chị bưng nguyên cái hộp qua gì bỏ bên nào bạn hàng tải á. Chị lấy cái điện thoại em ra, chị bưng nguyên cái hộp luôn, chị bỏ qua bên bạn hàng tải. Rồi ok, Trần Nhung nè, xanh 39 nè. Ê, áo này có nhiều. Rồi Hồng Chuông nè, xanh 39 nè. Cái này 45 nè. 45 à. Vàng, vàng kem. Rồi ok, cái gì Viên Phạm nè, vàng với kem nè, 39 nè. Xanh nè, Lê Trầm nè. Rồi để Thanh lấy cái đeo xanh nè, 39 nè, của Nguyễn Linh nè. Mấy cái áo này mà mấy chị ơi, một cái trăm mấy, mấy chị mua của Thanh rẻ, mấy chị mua của khác không có rẻ gì đâu nha. À, lấy hai cái màu xanh. Rồi ok. Rồi Hồng Chương là phát xanh nè, 39 ngàn, rẻ bèo mấy chị, 39 ngàn một cái. Vàng với kem. Đây màu kem nè. Rồi màu vàng nè. Ủa cái gì à? Vân Vân Viên, cái gì Vân Phạm Ngọc Vân gì nè. Lên số điện thoại dùm Thanh đi mấy chị ơi. Cái cục vàng không lên số điện thoại là Thanh xả đơn với cục vàng. Kiểu đó có nón. Có cái này có nón nha. Ai vậy? Chị vậy? Của tôi hả? Cái là... có cái này có nón nha. Cái con túi rồi. Đứng đi ra giờ lấy giùm mong. Rồi lấy chồng đi. Ai là điện cho lô vậy? Rồi xanh còn 2 cái. Quay. Xanh còn 2 cái mấy chị. Xanh hả? Đây màu vàng đó, mẹ mẹ đang mê hồng tặng rồi. Bữa nay nó giống cái bà kia bữa hổm vô mua á chị Diệu. Trời ơi tôi đi thể dục ngang đây hoài, tôi đó vô mua coi mấy bà kia nói thôi đây vắng mắt lắm. Ai về đâu vô rẻ quá. Mua qua tôi mê hồng tặng luôn à. Vô cuối cuộc mua mà không có đủ tiền phải để lại chị, để lại rồi thế chân lại mai lại lấy. Rồi màu kem là 39. Ok Hà nè. Tại cái shop em trưng đồ nó hoành tráng quá chị, người ta sợ, người ta ngại, đắng dám vô. Rồi màu kem nè, ok Hà nè. Rồi ok là Long Yên Châu nè. Hà ơi, Hà ơi, Hà cho chị số điện thoại đi Hà. Ủa có số điện thoại à. Quát vàng ok, Hồng Chuông nè. Mình mặn cái mẹ bên đây á, bển không ai lo tiếp hết trơn hết trời. Nhưng bậy bển. Kem 39 nè, ok Lê Trầm nè. Kem 39 nè, ok Tuyết Nhi nè. Kem nè. Kem nè, Lê Trầm nè. Sao chị chưa gửi mẫu, chị chưa đánh cục vàng. Đợi xíu chị đánh chị ấy cho. Lấy em một vàng một xanh rồi ok em. Một vàng một xanh. Rồi kem 39k nè. Rồi cái này chắc xe chở không hết rồi. Con gái thì nghỉ. Nghỉ ra lên chở nó bán không được thì lấy ra cho em nè. Rồi cái này kem nè, Tuyết Nhi nè. Rồi kem nè, Lê Trầm nè, nó không biết là chốt trùng không nữa, chốt mẹ đại đi trùng lấy ra. Bây giờ có mình mấy chị ơi. Vàng với xanh nè, ok Trang nè. Đó, có mình làm thấy mẹ luôn vậy đó. Trời ơi mấy chị ơi, 39 ngàn mấy chị không mua mà đợi tới vài bữa nó lộng một cái hả. Rồi mấy chị mua là cái trăm mấy. Thanh bán mà tại năm nay Thanh nghỉ Tết sớm. Quát xanh có nón. Chị 45 ký mặc vừa không? Vừa đó nha. Hạnh Lê lên số thoại lại chị đi nè. Hạnh Lê lên số thoại giùm chị đi cưng. Còn nè, phát xanh nè, còn một cái nè, 45 ký là mặc vừa đó cho cưng. Vừa đó nha. Đó chị lấy cho cưng luôn á. Rồi vàng mấy chị lên nhìn Thanh nhanh để hết mấy chị ơi. Vàng mấy chị, vàng. Chị nào lấy chút âm thanh là màu vàng nha. Màu vàng 39 ngàn mấy chị nha. 39 ngàn màu vàng. Xanh hết rồi nha. Xanh hả? Xanh chị
còn xanh nó chảnh nè, lấy cho mẹ mới trên cao luôn kìa. Rồi ok nè, xanh là Loan Trương Thị nè, vàng mấy chị lên nhìn Thanh là vàng luôn. Rồi chị thấy giùm em cái cây màu cam đó luôn ấy, đây nè cam nè, đúng rồi, dưới à, dưới nè xám luôn, hồng luôn, có nhiều tỷ hết. Rồi màu vàng mấy chị, màu vàng nha, màu vàng nè, đây màu này là màu nu nè. Mai Phạm ơi, áo khoác 39k là màu Kim gì? Lấy nhiều vậy? Lấy màu gì? À? Cái gì đâu mà ở cái lấy áo màu gì Mai Phạm ơi? Đâu? Nhiều, nhiều, nhiều. Nhiều. Để cho bông của nó là bà 8 rồi. Tìm. Để nó lấy lên một cái. Thôi. Lựa cái cặp áo bự, size 42 mà cũng có. Lựa cặp dưa hấu, mà không thấy dưa hấu. Thấy dưa leo không? Thấy dưa leo nhỉ? Thấy dưa leo. Hai cái áo nhỏ cho con nhỏ đó mình đổ ra đổ mồ hôi nó vàng nó mua cái rồi nó kêu mua cái đó thì có rồi kêu mua kiểu khác đổ mồ hôi không ra luôn hả? Đổ mồ hôi rồi màu hồng nè kiểu khác cho nó. Mai Phạm ơi, Mai Phạm lấy màu màu gì vậy? Lấy màu gì Mai Phạm ơi? Không rồi màu hồng đâu rồi. Rồi cam nè, ven Phạm nè. Rồi màu hồng là Loan Nguyên Châu nè, màu cam ngói nè, Loan Nguyễn là màu nu nè. Người dành á sai màu nu 5 áo hả? Có 3 áo à? Chị nhìn giùm em cái màu này còn. Ê chị trên cao kìa, cao lấy giùm em ấy. Ra chữ tiền dọc đồ phá đồ của em đâu á, bươi trời ơi trời, hai bà bươi nhiệt tình. Cái này được, cái này còn nhỏ mặc được nữa không, nó mới có mười mấy tuổi à? Được được, trẻ nè, mày biết cái này cho con chứ, nãy giờ đổ mà không biết được cái này qua tết là em đưa đồ về hết rồi đó. Đó chặn lấy cho con, nó không cái rồi, nó mua cái rồi. Đây, cái này được, nó dặn lấy cho cái à. Loan Nguyễn nè, năm áo nè, màu nu năm áo nè, kiếm đổ mồ hôi ra mẫu đẹp cái bà lấy à. Mồi phát mồ hôi luôn à. Phát mồ hôi. Phát mồ hôi. Mới móc ra cái bà Kim nhào vô rút. Cảnh nó về có hai bà này cũng vui. Lấy sĩ giá 39.000 nha. Đồ chị chốt hôm thứ. Dạ còn ấy chị. Màu cam hả? Cam Loan nè. Trước hết đi còn người đó. Rồi cam nè, Loan nè. Cái này đang bán 39.000 là rẻ rồi sĩ ơi. Người ta bán bốn mấy ngàn lận á. À Mai Phạm ơi, Mai Phạm lấy màu gì Thanh không biết nè. Lấy sĩ giá bao nhiêu á? Vậy lấy sĩ là giá 39.000 á mấy chị mua lẻ, mấy chị chia sẻ like Thanh đi được mua sĩ nha. À áo khoác 39.000 mà Thanh không biết cái màu gì nè Loan Phạm ơi. Ba cái áo khoác 39k. Rồi ba cái ba màu ha. Thanh lấy ba cái ba màu. À, hai xanh một vàng. Rồi ok, hai xanh một vàng. Áo này không ai bán cho mấy chị 39.000, Thanh nói thiệt, mấy chị mua đi. Không có đâu rẻ đâu, Thanh nói thiệt luôn. Đó, nếu như mấy chị thấy chỗ nào mà rẻ hơn mấy chị khỏi nhận hàng của Thanh. Đó, Thanh bán là Thanh cam đoan, Thanh nói vậy là mấy chị đủ hiểu ha, Thanh bán là giá lẻ mà bán lẻ mà được giá sỉ luôn á. Cam ok xuyên luôn nè. Không ai bán cái áo này cho mấy chị 39.000 hết trơn, dù sỉ lẫn lẻ luôn. Mua sỉ còn không có giá này luôn á. Rồi, màu cam mấy chị lên giùm Thanh là màu cam nha. Rồi. Màu đỏ. Màu đỏ đô nha, màu đỏ đô nè. Đó, màu đỏ đô nè mấy chị. Cho em màu nu được không chị? Hồ Thiên Kim màu nu nè. Màu nu nè, lên số thoại nè. Lấy 20 áo đủ màu rồi ok. Loan nè, Loan Nguyễn nè. Rồi ok, Loan Nguyên Châu nè, đỏ ba cái nè. Màu nu nè, Hồ Thiên Kim nè, lên số thoại Hồ Thiên Kim ơi. Hồ Thiên Kim ngồi đây nè. Giữ Hồ Thiên Kim ngồi đây luôn. Hồ Thiên Kim lên số thoại nè. Rồi cái này là lấy 20 áo đủ màu nè. Rồi ok nè.
à, đỏ ba cái nè, đỏ ba cái của Lo Nguyên Châu nè. Này mấy chị lấy tận tận gốc tận ngọn, cũng không có giá này nữa, bán cam đoan mấy chị luôn á. Cái này là tại vì người ta nghỉ bán á mấy chị, nguyên một cái xưởng người ta nghỉ bán, người ta thanh lý cho thanh mua được giá rẻ, chứ còn mấy chị mua tỷ làm gì có giá này, không bao giờ có giá này luôn. Mà mấy chị khách lẻ lưu ý, thanh bán lẻ cho mấy chị thanh vẫn bán giá tỷ luôn. Rồi đỏ 39 là đen phạm nè, mấy cái này là 55, 60 kg, 40 kg, 45 kg tùy theo chiều cao mấy chị, tùy theo chiều cao nha. Rồi màu đỏ không còn hai cái mấy chị, lên giùm thanh luôn ha. Đỏ 39, đỏ 39 còn hai cái nè, đỏ đôi mấy chị. Đúng rồi, chị thanh bán rẻ tại vì cái này á là cái xưởng đó người ta giải thể đó, cho nên là người ta bán rẻ, thanh mua lại được cái giá rẻ, thanh mới bán rẻ cho mấy chị. Đó, cho nên nếu mấy chị mua xỉ cũng không bao giờ có giá này. Đó, nhiều khi bán rẻ quá mấy chị cũng sợ nó, ồ trời bán không biết có đồ gì mà sao nó rẻ dữ vậy. Nhưng mà mấy chị yên tâm đi, mua của thanh lần rồi mấy chị quen rồi mấy chị mua nữa nha. Đây đang có màu tím nè, một nu hồ thiên kim chị lấy cho cưng rồi nha thiên kim ơi. Rồi màu tím là Lo Nguyên Châu, mấy cái này là chị chưa từng like luôn, mấy cái này là chị chưa like lần nào luôn á. Con tôm một cái 150. Ừ, bên con tôm bán cái 150 hả? Ừ, cái này là tại shop chị Thanh là bán 130 đó. Chị Thanh, chứ còn mà Thanh lấy xỉ, Thanh lấy của mấy cái xưởng nó cũng không có giá này luôn á. Rồi ok, trần hàng là đỏ 39k nè. Đó bị đó, không có tay. Mạng đi đứng nữa à. Là lấy 400 nữa. Cho nên là tranh thủ về đỏ này trần hằng nè, lên cái đồng hồ đó gửi cho bà ngoại chứ, cái đồng hồ đó gửi à, có màu xanh con chế có nghe Thảo Nguyễn ơi. Cái này là bảy nỉ nha, bảy nỉ Suni ơi. Đây rồi màu tím, chị nào lấy chốt anh Thanh là màu tím luôn nha, tím. Cái này là bảy nỉ nha mấy chị, bảy nỉ nha. Đây đỏ còn một cái nè, màu nu toàn nè, rồi màu vàng nè, màu xanh chị đưa giùm em cây màu xanh cho chị Kim, màu xanh bên đây nè. Đó. Trong đó chị, ở trong đó, đó cái cây trên trong cái màu vàng luôn. Ừ, chị lấy giùm em đi, chị lấy cho cưng hai cái tím rồi. Nữa là chị hai cái màu đỏ, chị thấy à, ngay giữa cái màu xám á. À đúng rồi, phải đó Noel đó. Noel là còn một hai cái nha mấy chị. Phải không ta? Ấy chị đây nè, muốn đóng kìa. Ở trên kìa, cái áo hồng nhìn lên kìa, đỏ đó. Đây Noel mấy chị ơi. Áo Noel trời ơi nó đẹp nha mấy chị. Còn 2, 4, 6, 8 cái thôi. Noel 2 cái ok lon nè. Đây Noel còn 8 cái mấy chị. Noel còn 8 cái nha. Noel là 70kg vừa luôn á. Noel này là nam nữ mặc được nè. Không, cái Noel nào mà chị lên chị bán cho nó được nè. Chị Diệu không lấy Noel hả? Quá chị bự. Áo này áo thành con trai con gái mặc được luôn á. Lấy cho ông xuyên cái tiếng Anh cái. Hai cha con đi xem Noel. Giờ thì là mua ấm. Con đó màu đỏ đi. Để ông mặt ông đẹp đẹp đây nè màu đỏ. Noel mấy chị. Đó Noel nha mấy chị. Rồi 39.000 cái này phong bự nha, nam nữ mặc được. Chạy để đại đi chị, để đại đi chút nữa em like luôn. Mát quá mặt à, áo đó trời chị biết bữa đó bán rồi, qua bữa sau khỏi quá trời luôn. Còn áo 35 không, còn áo 35 không. Mát bụi luôn á chị, áo đó chị mặc đi làm trẻ quá. Rồi áo Noel nha mấy chị, áo Noel chị nào lấy chốt anh luôn. Noel 39.000 luôn nha, Noel.
chị cây màu đỏ nữa đi chị. Nó nói con này nó xài dữ luôn, nó xài được, nó xài dữ luôn. Gán kiếm tiền để đi sinh nhật chứ, chứ bò hải chọc nó nói đi trả góp được không? Ừ. Từng trăm ngàn nữa không xí nó mới được. Góp từ đây tới Tết. Đây màu xanh mấy chị ơi, quá trời đẹp luôn. Xanh cái này không nón nha. Xanh không nón, chị nào lấy chốt từng năm luôn. Áo màu xanh không nón 39.000 luôn. Lên dùm Thanh là xanh không nón mấy chị. Xanh không nón, cái này là đúng ra Thanh vừa rồi. Một hả? Chị để đó đi. Noel OK Hương Trần Hương nè. Để nó đi lát nữa cho chị dựa, chị qua chị lựa chứ, chứ bỏ vô bọc chi. Đấy thế nào thì biết rồi đó. OK Lê Trầm nè, xanh không nón nè. OK Tim Cao nè, hai no, hai Noel nè. Ừ, lấy đây. Vô tư lấy trả tiền đâu thì lấy không trả. Trời. Chọc. Lấy không trả sợ giữ lấy hết. OK nè, xanh không nón nè. Lĩnh lĩnh nè, cho em cho chị ba áo nam xanh đỏ kem. Rồi OK chị lĩnh lĩnh là lên xuống bầu giùm em luôn. Mai Phạm một cái xanh. OK Mai Phạm nè. Rồi một cái màu xanh, một cái màu đỏ, một cái màu kem. Trời ơi mấy cái áo này 39.000 xứng đáng đồng tiền hết chị. Quăng cho bán theo theo chị rồi đóng cửa không cho qua. Trời ơi một bầy, chị thấy bữa nay một bầy màu xanh màu đỏ đâu rồi. Bá quăng cho bánh phèo vào quăng đâu hết. À, xanh đỏ kem. Xanh hả? Xanh này phải không ta? Nè, mua đôi này mà mang tiếp nè. Cái mai mua đó, nó mang gì đi đó. Mà mua hả? Ừ. Mang tiếp hả? Ủa mang gì mang? Chiều nay mượn đi anh, thôi luôn cái ơi. Anh lên lấy đây. Mai nó mang khác vậy. Còn mang dựa nó mà mượn mang má. Xe máu Noel đợi Thanh xíu nha. Đẹp chưa? À, áo đẹp quá mà không không có tiền mua. Trời ơi chị than dữ vậy? Vậy hai xanh nè, OK lon nè. Cô thiếu, cô thiếu kìa, có hai bà này ở đây bảo kê rồi nè. Cô thiếu đi chị Liên Bích. Đây nè, hai bà khách sĩ VIP của em nè. Sĩ VIP lấy một lần là năm là lấy mấy tỷ luôn á. Quá chị đẹp. Là nhớ thưởng quà nặng nặng. Đẹp chứ bộ chị. Đẹp đó. Tôi mang đẹp bằng sạch luôn. Rồi em bán có 35.000 chị. Màu đó mặc lên mang đôi dép nó mang sang. Bán túi xách không hả? Có, nhưng mà túi xách bữa áo xanh Noel. Áo xanh Noel có áo này nè chị ơi. Một áo xanh không một cái gì một xanh không con dừa nó nữa. Nữa em hả? Dạ, một cái áo xanh không nón nữa hả? Coi cả buổi đía rồi tôi dép. Buổi trời chấm được luôn này. Mà áo xanh Noel là Nguyễn Như Huỳnh ơi, xanh Noel là cái này nha. Một áo 39.000 nha, một áo 39.000. Đó ba chê 40 đó. Mà nó êm chứ bộ chị ha. Đi hết nó êm. Rồi lĩnh lĩnh em lấy cho chị rồi, tiền ship 35.000 còn quất luôn nha. Tiền ship là 35.000 còn quất mấy chị. Đi may đi. Tôi có 35.000 may mang chát này bỏ không được. Rồi đi ăn được nó rớt rồi cho má. Ờ gì muốn chắc là đi may đi. Đi dọc đường thì mang cái quay thôi, còn cái đế này. Làm dấu rồi đi. Hồi Tết tôi để lâu à, dán da để lâu á, đi đi quấy con khúc rớt bẹ cái đế. Chị bê đó. Mang cái quay không. À chị bê bữa đi đám nhà thuộc nè. Vậy hả? Mang vô đớ rớt mẹ cái đế còn cái quay không. Thấy nó xèo vết đẹp đẹp không. Rồi cái này ba không mà mấy đôi kia 79.000 đồng. Giám đốc mới đi lấy cái mạng rồi, mấy đứa mua ra ngoài mua đồ ăn đồ trên mạng không trong không ấy đó. À. Vậy bây giờ chị Kim bán được không vậy? Ngon vô luôn vậy. Bán không cho bán luôn đó. Ở ngoài nó còn không cho mua nó mà đem vô nó. Ừ, không cho bán. Không mua tâm bị thằng bà trúng thực á. À, con thêm một cái kem. Rồi OK một cái kem 39 nè. Rồi xanh không cổ nè, OK chị cấm hàng nè. Em mà me chị Hằng là em chớp liền luôn á. Me chị Hằng mà comment một cái là chớp liền đó chị.
thêm hai Noel rồi, ok lon nè, xanh không cổ nè, ok chị Hằng nè. Chết rồi, cái này chắc lon ai đơn này chắc ngày mai chị gửi quá lon ơi. Em mà canh chị là em chớp liền đó, chị comment là chớp liền, canh chị với chị Kim Liên á. Trời ơi, đây nè Noel nè mấy chị. Áo Noel nha, áo Noel nè. Lấy cái hai bộ. Rồi áo đỏ nè, ok Thi Kim nè. À, mẫu em hỏi thì không lên. À, buồn thì chứ. Ủa Thảo Nguyễn hồi nãy giờ em hỏi gì vậy? Chị lo nhiều chuyện hai bà nội này có nghe được cái gì đâu, có thấy gì đâu. Còn bộ bên á. Không biết hôm nay có hai bộ, bộ à, chị lo chị là nhiều chuyện với hai bà này có thấy gì đâu. Ok Trần Thúy Noel đỏ nè. Bán cỡ này mọi lần này thường có người quan bán. Ba cái đồ này nó nhiều quá, nó thường toàn. Rồi ok Trần Thúy nè. Rồi bây giờ thanh thẻ lên cho mấy chị cái màu đỏ nè. Cho em xem khoác xanh phối trắng, xanh phối trắng đây. Trời ơi, người ta chưa thấy nữa, người ta mua rồi. Em không lấy áo đỏ. Chị ơi, em không lấy áo đỏ hả? Rồi đỏ hai cái. Áo đen đen mọi lần nó sale nè nè. Áo thun bê, áo khoác đấy, xanh đấy. Có đâu? Khoác có nón không mà. Rồi trắng phối xanh một nè. Đó, trắng phối xanh nè, 39 ngàn nè mấy chị. Đó, trắng phối xanh 39 ngàn. Tiền ship 35 ngàn toàn quốc nha. Tiền ship là 35 ngàn toàn quốc. Mấy chị mua của người ta một cái áo 130, ta miễn ship cho mấy chị. Mua của Thanh, tiền mua của Thanh 39 ngàn, tiền ship 35 ngàn nữa, có một phân nửa tiền cái áo người ta thôi. Rồi Thảo Nguyễn nào lấy thì chốt nè. À, màu đó là màu à, màu đó là màu à, màu xanh phối trắng đó. Rồi ok Thảo Nguyễn nè, xanh phối trắng nè. Thảo Nguyễn số điện thoại luôn cục vàng ơi. Rồi xám ba cái lon nè. Chị lấy xám giùm em nữa đi chị. Thấy chưa, tắt chưa, tùy ra hút. Đây xám nha, xám nè, 39 ngàn mấy chị. Xám nha, cái này chữ này là đằng sau, còn cái này là đằng trước nè. Ở cái này là đằng trước, cái dòng chữ là đằng sau nha. Xám có nón mấy chị. Xám có nón nha, xám có nón. Cái này là từ 40kg, 50kg, 60kg gì cũng vừa hết trơn đó mấy chị. Này nó này bằng ngoài nè. Cái này cho bằng ngoài nè. Ừ, đó được đó chị. À, bà muốn gì kéo? Áo đó là áo Noel đó, bà mặc đi đi Noel. Rồi ok xám nè Hà nè. Rồi hai bà cái màu xanh, bà cái màu đỏ đi. Rồi hai bà tối đi Noel đã giúp lại nhau. Rồi xám một cái nè Linh nè. Xám một cái nè Hà nè. Hai cái hả? Còn hai cái hả? À? Ai muốn nữa không có đâu. Rồi xám chị nào lấy chốt giùm anh là xám cho mấy chị. Hai cái bánh Noel hết chị. Đây cái Noel màu xanh là còn hai cái nè. Bán gần hết kho rồi hả? Kho cứ ngắt rồi bán gần hết. Vậy hả? Trời ơi, thằng Cảnh đó có gọi cho cưng không? Nó chốt đơn nó có gọi không? Đây màu xanh nè. Màu xanh nha, màu xanh là xanh nên còn hai cái nè. Xám hình chuột một cái hả? Đây hình như xám hình chuột này còn có một cái một à. Không có gọi hả? Trời ơi, thiệt tình chắc nó thấy quen. Nó thấy quen mà nó gửi luôn á. Đây rồi, cái này màu xanh nè, xanh Noel nha. Xanh Noel nên còn có hai cái thôi.
À, chị Phương Loan em chào chị. Đây xanh hơn còn 2 cái nè. Rồi Noel xanh 2 cái. À, sau lưng em cái gì hả? Để đợi em cái em cột cái này tới. Dây đâu mất mẹ hết trơn rồi, cho em cột dây nha. À, quần bo. Bo kiểu khác hả? Có nha. Bo kiểu khác có nha. Đây quần bo kiểu này nè, màu này nè. Màu xám nữa nè. Đây nè, cái này là 45kg nha, bo rút nè. Cái này là bo rút nè. Đó, mình bo rút này nha. Cái này có khoác gió không? Có nha Thảo Nguyễn ơi. Cái quần này 45.000 nha, màu xám nè. Đó, 45.000, 45kg luôn, xám. Quần xám 2 cái, ok luôn nè. Đó, ngay trên đầu. Ngay trên đầu em đó ở. Xuống mặc đồ đẹp hết. Trời em mặc quần em săn lên tới. Săn lên tới tới bắp dế luôn nè chị. Người mẫu mặc đồ nào cũng đẹp. Bán đồ cho nên là cứ lấy đồ mặc miết chị. Nên ít gió hả? Bộ ngố anh có nhưng mà giờ nó không nằm ở đây rồi làm sao đây? Giờ nó không có nằm, bộ ngố nằm ở đây nè. Nằm chỗ nào rồi? Bộ ngố bây giờ không biết nằm ở đâu. Rồi. À, 45.000 bo ống nữa, màu bò nè. Màu bò nha, màu bò bo ống nè. Quần này là 55kg nha. 55kg đây, cái quần này đang sale luôn. 45.000 luôn mấy chị. 45.000 cái quần màu bò nha. Có đồ thể thao. Đề thể thao không ạ? Có nha, đồ thể thao có nha. Đây màu bò. Sao nó nực mấy chị không? Khoan, để Thanh lên cái áo màu đỏ này nữa đi mấy chị. Đây màu đỏ nè mấy chị. Đỏ 39.000, 39.000 chị nào lấy chút cầm Thanh luôn ha. Áo hoodie màu đỏ. À, đỏ 39k, đỏ 39k nè. Để Thanh lên cho nó đủ màu mấy cái này cái đi. Rồi đỏ thêm 2 cái ok em. Rồi ok chị Phương Loan đỏ nè. Chị Phương Loan chị cho em cái số điện thoại cái chị yêu. Cho em số điện thoại, cái bữa họ mấy đứa nó chưa có nhập cái số điện thoại chị vô trên app nữa cho nên là em kiếm chưa ra nè. Rồi màu vàng nè. Màu vàng nha, đỏ thi anh lương nè. Đỏ thi anh lương. Rồi, cái này màu vàng mấy chị, vàng 540 ấy lộn 39.000 luôn, vàng mấy chị lên niềm thanh là vàng nha. Vải nỉ nha Huỳnh Tiên ơi. Đỏ ba nè, Nguyễn Huỳnh Như nè. Rồi ok vàng nè, Thảo Nguyên nè. Vàng ok Thúy Kiều nè. Rồi vàng với đỏ ok em. Hả? Gặp ai? Ai vậy? Nói gì nhỏ không có đây. Đánh cái lại. Gặp nhỏ làm gì? Không có đâu. Ok Nguyễn Huỳnh Như nè. À, vàng. Vàng Thi Anh Lương. Thúy Kiều vàng nè. À, Thảo Nguyên vàng.
đỏ nè, ven phạm nè, đâu ngoài đỏ đâu mất tiêu hết trơn nè, tí kiều vàng, thảo nguyên vàng với đỏ, thảo nguyên là vàng với đỏ phải không ta? Em có cái gì? Cái gì cái máy nó quay quay ra không thấy nè. Vàng là Nguyễn Huỳnh Như nè. Vàng có hình nha. Vàng có hình nè. Để coi, ủa hình như là Thảo Nguyên một cái đỏ với một cái vàng đó, Thảo Nguyên. Thảo Nguyên là một cái vàng một cái đỏ phải không? Cái này là đỏ. Ven phạm nè. Rồi còn ai nữa ta? Còn ai nữa ta? Rồi, đỏ chị nào lấy chút đỏ lên thanh luôn nha, đỏ nè. Quần dài cam nè, Thi Anh Lương nè, quần dài cam là 45.000. Cái này là màu bò chứ không phải màu cam nha chị. Quần dài là màu bò nha, 45.000. Đó, quần dài màu bò là 45.000. Vàng đỏ Thảo Nguyên chị chốt rồi. Đây rồi, cái này màu hồng nè. Màu hồng nha, màu hồng 39.000 luôn. Đó, mấy chị chốt tình thanh là màu hồng nha. Rồi, hồng 39.000. Em lên bộ ngố chốt đi. Bộ ngố giờ em không biết nó nằm ở đâu nè. Không biết nó nằm ở đâu á. Rồi màu hồng, chị nào lấy chút hình thanh là màu hồng nha. Hồng. Rồi hồng. Rồi bây giờ Thanh có màu xám. Ở đây cái màu này mấy chị nãy giờ chưa có mua nè. Rồi màu hồng nè, Thi Anh Lương nè. Rồi cái này là màu trắng phối xanh mấy chị, trắng phối xanh nha. Cái gì? Cái này là gì? Mời làm gì? Rồi cái này là rồi ok Lê Nguyên Châu nè. Đó, trắng phối nha, trắng phối. Ok em. Rồi hồng nè, ok chị Cẩm Hằng nè. Trắng phối cái gì 70kg không vừa đâu nha. Trắng phối là 70kg không vừa đâu. Trắng phối là 70kg không vừa.
Rồi trắng phối nè, Thi Anh Lương nè. Mấy cái này á là 70kg không vừa nha mấy chị. 70kg là mấy chị phải cao á. Sợ 70kg là nó ôm á nha mấy chị. Rồi trắng phối, chị nào lấy chút mình thay là trắng phối nha, trắng phối. Đây trắng phối đang còn rồi. Rồi thanh lên cái màu à, màu đỏ phối mấy chị. Ai màu đỏ phối đẹp chưa? À, 39.000, 39.000 đỏ phối. Rồi cục vàng nào lấy chút âm thanh luôn, đỏ phối 39, đỏ phối 39 nha. À, cho chị hỏi có gì? 67kg hay 67kg không có nha. Rồi cái này là chặt đỏ phối, đỏ phối mấy chị, đỏ phối không còn mấy cái nha. Rồi Thi Anh Lương là đỏ phối nè. Rồi đỏ phối Thanh lấy cho Thi Anh Lương rồi nha. Rồi thôi Thanh xuống like đây mấy chị nha. Thanh xuống like nha. Tại vì chiều nay Thanh phải đi đám cưới á mấy chị. Ê đi đám thôi nôi thằng cháu, cho nên là Thanh like có chút xíu thôi. Chiều Thanh sẽ like tiếp nha. Alo. Ừ đúng rồi. Ừ. À vụ Lam á hả? Nói chung là không có liên quan.